dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 27 tháng 9 năm 2020. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có mưa vừa và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Thành phố Đà Nẵng, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Thành phố New York, Mỹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ.